Chào mừng cả lớp đến với cái môn học vi sinh ký sinh trùng. Thì cô xin giới thiệu môn học này bao gồm có 30 tiết lý thuyết. Để học tốt cái môn vi sinh ký sinh trùng này thì các em cần phải làm bài tập ở nhà đầy đủ theo hướng dẫn của các thầy cô. Cái thứ hai là khi học trên lớp thì chúng ta sẽ phát biểu xây dựng bài thật nhiều. Và cái thứ ba là làm bài kiểm tra rồi bài giữa kỳ, kết thúc môn đúng thời gian quy định. Về phần tài liệu thì cô đã gửi hình cho các bạn qua cái file hình rồi. Các bạn sẽ học cái buổi đầu tiên là chúng ta sẽ đọc cái bài đối tượng nghiên cứu và lịch sử phát triển, cái này chúng ta đọc thêm. Cái bài số 2 là đại cương và vi khuẩn. Đấy, thì chúng ta đã học theo cái mục tiêu số 1, số 2, số 3. Bài thứ 3, vi sinh vật trong tự nhiên và ký sinh ở người, thì các em cũng đã học theo ba cái mục tiêu mà trong tài liệu cô gửi. Bài 4, nhiễm trùng bệnh viện, chúng ta cũng học theo bốn cái mục tiêu ở trên. Bài 5, tiệt trùng và khử trùng, các bạn cũng đọc theo cô hai cái mục tiêu này. Và ở cuối mỗi bài nó có những cái câu hỏi lượng giá, thì các em sẽ làm câu hỏi lượng giá cho cô. Thì mỗi ở phần cuối mỗi câu lượng giá nó đều có đáp án hết. Thì các em không nên nhìn vào đáp án mà các em nên làm trước, sau đó các em so với đáp án. Thì sau đó thì các em sẽ chỉnh sửa cho nó phù hợp. Còn câu nào mà các bạn thấy nó thắc mắc thì các bạn sẽ nhắn tin qua Zalo cho cô. Hoặc là đến cái buổi tuần sau học thì chúng ta sẽ trình bày. Chúc cả lớp học bài được tốt và có những cái điểm thật cao. Cảm ơn cả lớp rất nhiều.